Ra khơi anh em ơi, chiều nay gió nhiều quá. Mường anh tới ổ sớm luôn anh em. Tình con hàng đầu tiên anh em ơi. Mấy con sóng gió lắc quá trời này mày, lắc ngọc điên luôn. Ủa
coi con anh em. Chiều ra sóng gió là nóng cơm không được luôn. Giờ mới ăn cơm nè, thấy không? Được có cái cá tươi VIP. Mở hàng nước lớn. Nước lớn ăn có hai con cá hả anh em? Thả anh con. Gió nồm nó lắc từ đầu đêm tới sáng luôn. Mấy kilo hôm nay thì hai ba chiếc ghe, chiếc hai chiếc câu cần, chiếc câu đường, ba chiếc ba nơi, ba thằng ba hướng. Cá này chắc đủ tiền mồi. Thôi nước lớn làm được mớ cũng đỡ ha. Nước lớn không ăn luôn trời. Ác thiệt. Năm ngoái năm nay chứ có nhiều anh em nói cá này cá trê, cũng còn nhiều anh em nói lắm nghe. Cá trê nó có hai ngành thôi, cá này tới ba rồi anh em ơi. Cá trê biển. Trê biển. Nhiều người vô coi, ủa anh đâu, anh câu đâu mà cá trê nhiều vậy. Cá ngát, cá ngát. Dạ, có người mình làm gì? Mới hôm qua hôm kia vậy nè. Không được 5kg phải không? Phải 5kg. Thì giờ cá, ta cá tên 5kg á. Lên nhiều anh lên. Tại cái đó dưới biển đâu có. Đủ. Nó quá chừng mồi mà nó. Ở trong này cá ngát đĩa quá chừng ha. Cá này kêu bằng đù ngao phải không ta? Đù ngao phải không lệnh? Cười, cười gì cười, đi chợ nè.
thứ này thịt thơm lắm mà. Mày rửa cho mình ra mướn nhà nghỉ mình ngủ luôn. Mày ngoài nắng là ngủ trở nó chuyến sau về mình sắm gà bự lên này, gà bự bên kia cá bự không mà mình cá nhỏ quá. Đúng rồi. Đi xa ở Nhật nữa. Ra rồi một con nè. Đấy. Vô làm sĩ. Mày lâu lâu mới nghe có ý kiến hay. Chịu làm chị hả? Lâu dữ lắm rồi nha. Trời ơi, đủ ăn cá. Quýnh trúng trường mẫu giáo rồi. Cầu vô trúng trường mẫu giáo rồi, cá nhỏ. Mẹ phải khu dưỡng lão cũng được ha. Còn tấn quýnh cái khu dưỡng lão của ta. Còn nào không nấy. Đạt không à? Nó là phường mấy mày? Ủa địa chỉ hả? Giả bộ mình bỏ vô à, trong cái nó cái nó rẻ anh sao anh lệnh cái đó đó. Ui ui một giỏ luôn ghê không? Nó liền có 4 cái mà được 4 con thôi. Nó thiếu con á, thiếu thôi chạy lúc. Thấy cái bỏ liền 4 cái không còn á. Kết thúc một đêm câu sóng gió anh em á. Sóng quá chừng luôn, tới giờ còn mệt. Kiểu như gió thì gió dưới gió lên mà nước chảy ở trên chảy xuống gió nòm, quê em kia mà gió nòm á. Trời ơi nó lắc. Tối này quay nó lắc cái điện thoại mình giống như biết ví dụ sao nữa. Và video thì em kết thúc ở đây anh em ơi. Để coi chiều nay bớt gió không đó. Bye bye anh em nha.